Trong khi Trung Quốc còn đang căng mình ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới, thì dịch cúm H5N1 có khả năng lây lan cao trong gia cầm đã bùng phát ở một trang trại ở thành phố Thiệu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc. Dịch cúm xảy ra ở một nông trại nuôi 7.850 con gà, trong đó có tới 4.500 con đã chết. Nhà chức trách đã tiêu hủy 17.828 con gia cầm sau khi có dịch bệnh. H5N1 là một loại virus cúm truyền nhiễm cao. Một số chủng H5N1 có thể truyền sang người.